hiệu lực cầu nguyện có những trường hợp nào? 1. Người có giới đức thanh tịnh cầu nguyện cho người có tâm đức thanh tịnh. Đây là nguyên lý cộng hưởng những năng lượng vi diệu. Một bên là công năng chuyển hóa toàn diện của các bậc tu hành đầy đủ giới định huệ, chuyển hóa sạch tạp kỹ, lậu hoặc v.v. Bản tâm sáng rõ như trời quang mây tạnh nên đủ sức chiếu soi các nơi tối tăm. Một bên là tâm thức thiết tha hướng về cõi sáng, đó là nguyện lực của các bậc thiện tri thức, Bồ Tát chư Phật trong mười phương. Do thành tâm quy nguyện nhiệt thành như vậy nên các tạp khí tam độc không bị dính mắc vào. Nhờ vậy nên tạo được năng lượng tương tác cộng hưởng giao thoa giữa các thức thanh tịnh. Nên tác dụng của việc cầu siêu chắc chắn là sẽ được thành tựu. Đây cũng là nguyên lý của việc cầu siêu độ trong đạo Phật. 2. Người có giới đức thanh tịnh cầu nguyện cho người có tâm đức không thanh tịnh. Đó là những chúng sinh đã bị tập khí phiền não sai sử trong suốt quãng thời gian khi còn sống, khi lâm chung bị rơi vào các cảnh giới tối tăm để trả nghiệp. Ví dụ như là trường hợp của Ngài Mục Kiền Liên cầu nguyện cho mẹ là Thanh Đề. Trong trường hợp này phải cần đến năng lực thanh tịnh của những người có giới đức rất lớn mới đủ sức tương tác chuyển hóa phần tâm thức nhiễm ô do tập khí nhiều đời của người đã tạo nghiệp. Nên Đức Phật dạy rằng Mục Kiền Liên phải nhờ đến công phu tu tập giới định huệ của chư Tăng trong mười phương mới cứu được người thân. 3. Người có giới đức không thanh tịnh cầu nguyện cho người có tâm thức thanh tịnh. Ví dụ như là trường hợp của Đề Bà Đạt Đa vì muốn lấy lòng A Xà Thế. Nên khi vua Tần Bà Sa La Băng Hà, Đề Bà Đạt Đa đã đến thăm và cầu nguyện nhưng chỉ là hình thức chứ không có kết quả gì. Vì lúc đó Đề Bà Đạt Đa thì đầy tham vọng nên tâm hoàn toàn bị nhiễm ô, còn vua Tần Bà Sa La sau khi thấy được ác tâm của con mình là A Xà Thế nên đã có sự chuyển tâm, nhân đó Đức Phật mới chỉ cho nghiệp báo từ nhiều đời trước. Vua Tần Bà Sa La từ đó càng chuyên tâm hướng về Tam Bảo, nên sự cầu nguyện lúc này của Đề Bà Đạt Đa chỉ là hình thức để tranh thủ A Xà Thế. Còn kết quả tốt đẹp chính là do sự chuyển hóa tâm thức mạnh mẽ lúc cận tử của vua Tần Bà Sa La. 4. Người có giới đức không thanh tịnh cầu nguyện cho người có tâm đức không thanh tịnh. Đây là trường hợp như trong câu chuyện của bơ và những viên đá cuội được rút ra từ chương Ưng Bộ Kinh Samyutnikaya. Phẩm tương ưng thôn trưởng có tên là người đất phương Tây hay là người đã chết. Trong kinh, người đứng ra cầu nguyện là các vị tư tế Bà La Môn. Chú đất phương Tây mang theo bình nước, đeo vòng hòa huệ, nhờ nước được thanh tịnh. Hoặc là những người thờ lửa. Như vậy, chúng ta biết những vị này có pháp tu là nhờ nước hoặc là nhờ lửa mà được thanh tịnh chứ không phải là sự chuyển hóa tâm khỏi các độc tham sân si. Và đoạn kinh sau đó đã cho thấy rõ phương thức cầu nguyện của những người này. Rồi một quần chúng đông đảo tụ tập tụ họp lại cầu khẩn tán dương, chắp tay đi cùng khóc và nói. Người đứng ra cầu nguyện chưa đủ giới đức thanh tịnh và phương thức cầu nguyện cũng chưa đạt đến mức thành tâm của số đông. Còn đối tượng được cầu nguyện theo trong kinh thì ở đây một người sát sanh lấy của không cho. Sống theo tà hành trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Trong trường hợp này, cả người đứng ra cầu nguyện đều có tâm thức nặng nề chưa được chuyển hóa thanh tịnh và đối tượng được nhắm đến cũng đầy những nghiệp quá nặng thì làm sao sự cầu nguyện có thể có hiệu lực được. Nên Đức Phật đã trả lời vị thôn trưởng bằng đưa ra những ví dụ về tảng đá. Có người lấy một tảng đá lớn ném xuống một hồ nước rất sâu, rồi một quần chúng đông đảo tụ tập tụ họp lại cầu khấn tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói rằng hãy đứng lên tảng đá lớn, hãy nổi lên tảng đá lớn, hãy trôi vào bờ, này tảng đá lớn. Ông nghĩ thế nào? Này thôn trưởng, tảng đá lớn ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy hay là do nhân tán dương? Hay là do nhân chắp tay đi cùng khắp, có thể trồi lên hay nổi lên hay trôi dạt vào bờ hay không? Tảng đá được ví như nghiệp dữ mà người kia đã tạo ra, nghiệp ác thì phải trả bằng quả báo tương ứng như là viên đá nặng thì phải chìm xuống. Nhưng nghiệp của con người thì có thể chuyển hóa được một khi đã thức tỉnh. Do một yếu tố động vào có được nhận thức, liền có sự thay đổi thì được gọi là chuyển nghiệp. Yếu tố tác động này chính là giới đức thanh tịnh của người đã đứng ra cầu nguyện.
Như vậy, nên khi xét đến vấn đề hiệu lực của cầu nguyện, chúng ta phải xét đầy đủ trên các mối tương quan này.